thành phố Buôn Ma Thuột vừa tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và công an các phường xã. Trong một ngày, gần 70 cán bộ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an các phường xã được phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 136 của Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và công an phường xã trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Lớp tập huấn cũng trang bị thêm nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho công an các phường, xã. Ở phần thực hành, cán bộ chiến sĩ công an phường, xã được giới thiệu các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, một số đội hình chữa cháy cơ bản, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy do xăng và khi có rò rỉ khí ga, hướng dẫn thoát nạn, di chuyển người bị nạn trong các tình huống sự cố cháy nổ và hướng dẫn cách sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn.